Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em anh rất đã nhiều. Đi một phần ba cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Chào cô. Có chuyện gì vậy? À, tôi giao bưu phẩm cho cô Thanh Trúc ạ. Nhưng mà ai gửi à? Dạ thưa cô, của một người tên Lâm ạ. Tôi Thanh Trúc đây ạ. Dạ, mời cô ký và nhận bưu phẩm ạ. Chào cô. Cảm ơn ạ. Dạ. Hôm nay có vẻ trễ hơn mọi hôm anh hả? À, hôm nay em bị kẹt xe. Em cảm ơn. Dạ. Em chào chị. Bye bye. Chắc là sau hôm nay không gặp lại nhau nữa đâu. Sếp ơi, sếp. Có phản hồi tích cực từ đối phương. À, của ai vậy? Ôi trời ơi, của cô Thanh Trúc chứ còn của ai nữa. Thật hả? Thiệt. Có thiệt đó. Sếp đọc coi cô ấy nói gì. Đọc đi sếp, em hồi hộp á. Đọc. Tôi cũng hồi hộp mà. Đọc đi. Ôi trời ơi. Chú định làm rác nhà con tới bao giờ? Chị con không có thích hoa hồng, bị dị ứng đó. Nhưng mà không sao sếp. Mình chuyển sang phương án 2 đi. Là sao? Nhắn tin dồn dập mỗi ngày.
Mỗi buổi sáng thức dậy, công việc đầu tiên của tôi trước khi xuống giường là tìm cái điện thoại và hì hục với những mẫu tin nhắn mà cả đêm trong mơ cũng lẩm nhẩm. Cố nghĩ nát óc để được một tin nhắn thật là hay cho ngày mai. Khá hơn lần trước, tôi nhận được một cái mặt cười. Nhưng cũng chỉ được có 2 đến 3 bữa, tôi lại nhận được một cái tin nhắn. Chú định làm cái đồng hồ phá đám giấc ngủ của hai chị em cháu đến bao giờ? Tôi đến khóc cũng không khóc nổi. Con bé, kẻ thù của tôi, nó đã trở về rồi. Thanh Ba! Lâm! Mẹ! Con làm sao vậy? Dạ, con mới ngủ thôi mẹ. Làm cho mẹ hết hồn. Cái thằng này. Trời. Chào buổi sáng, cà phê của sếp đây. Cảm ơn cậu. Làm gì mà mới sáng ra mặt sếp đã nhăn như quả táo tàu vậy? À, mà nè, chuyện sếp với cô Thành Trúc sao rồi? Thất bại thảm hại luôn. Lại thất bại á? Ừ. Lý do là gì? Cái con nhỏ Thanh Mai á, đúng là kỳ đà cản mũi mà. Thanh Mai? Thanh Mai là ai sao không biết vậy? À, Thanh Mai là em gái của Thanh Trúc, là con bé mà chuyên gia phá đám tôi đó. À, em hiểu rồi. Đã thế sếp dùng chiêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn cho em. Tôi tàn lép dế nó thôi. Gặp nó là y như rằng không nói được gì. Sếp, sếp rút điện thoại ra, gọi ngay cho cô Thanh Trúc, hẹn cô Thanh Trúc ngay trưa nay cho em. Nhưng mà tôi ngại lắm. Ngại á? Vậy bây giờ sếp có muốn dạy cho con nhỏ kia một bài học không? Có. Thì lấy điện thoại ra. Alo, Thanh Trúc hả? Dạ, chào anh. Anh gọi cho em có chuyện gì không? À, anh muốn hẹn em bữa trưa nay được không? Để bù cho bữa trưa hôm trước đó. Em chưa kịp ăn gì đã phải về rồi. Trưa nay à? Em công việc cũng đang nhiều, nhưng thôi, vậy cũng được. Vậy là chỗ cũ hả anh? Ừ, à mà... Khó chịu thật. Tính ra từ trước đến giờ, chỉ có một lần duy nhất là được nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Còn lại, chưa kịp nói là cô ấy ta tắt máy rồi. Không sao, dù gì trưa nay cũng được gặp trực tiếp cô ấy mà, đúng không? Đó, điều quan trọng bây giờ là sếp phải nghe rõ điều em dặn. Dạ, xin hỏi anh dùng gì vậy? À, tôi đợi bạn tôi tới rồi tôi gọi nha. Dạ được. Con có chuyện gì? Chú gọi để hỏi thăm cháu thôi. Chuyện lạ Việt Nam hả? Có gì đâu mà lạ. À,
Hôm nay cô bé có muốn đi ăn nhà hàng không? Bộ hôm nay chú trúng gió hả? Có gì đâu, chú muốn mời cháu đi ăn nhà hàng thôi. Nếu như cháu không thích á thì để dịp khác. Thế nha. Yeah. Mình dùng chiến thuật của cậu Thành Đức chắc chắn sẽ thành công. Con bé này không thể đi được. Cái gì vậy? Mình chặn họng nó đến như vậy rồi nó vẫn còn đi à? Con bé này đúng là cái loại khó ưa, đúng là kỳ đà cản mũi mà. Em à, mời em ngồi. Con chào chú. Anh đợi bọn em lâu chưa? Không, anh vừa mới đến đây thôi. Em không biết là hôm nay anh cũng mời cả Thanh Mai đó. Nó bắt em phải đi ngược đường, đi đến trường để đón nó đó. Thì chú Lâm đã có lời mời nên là em cũng không lời từ chối. Dạ xin lỗi, anh chị dùng gì ạ? Đưa cho em đi. Món như mọi khi nha. Dạ. Chú Lâm sợ con gọi món rồi hay sao á mà phải tự gọi món từ trước. Lát ăn gì thêm thì em gọi nha. Dạ được. Mà Thanh Mai nè, chú còn tưởng là cháu không đi đó. Bởi vì cháu nói là chú phải bị trúng gió thì mới mời cháu đi á. Anh đã đi một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi, muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em anh rất đã nhiều. Một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi, muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em.